Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng mình đến với cái tựa game là The Walking Dead Survival, hay có tên gọi tiếng Việt là The Walking Dead Kẻ Sống Sót nha các bạn. Thì cái tựa game này sẽ do nhà phát hành Full Tap hay là Hồng Hà Game đó, phát hành tại thị trường Việt Nam. Thì đây là một cái tựa game nhập vai sinh tồn rất là nổi tiếng trên thế giới trong vài năm trở lại đây. Thì game gặt hái được thành công một phần là do dựa theo bộ truyện tranh nổi tiếng cũng như là loạt phim truyền hình trú danh The Walking Dead. Thì trong cái trò game chiến thuật này nè các bạn, em dỗ bạn người chơi là xây dựng cho mình những cái khu doanh trại an toàn và giàu có, đồng thời phải phát triển cho mình một cái lực lượng quân đội. Sau đó thì giao nhiệm vụ cho họ lên kế hoạch chiến đấu và xây dựng và mở rộng căn cứ để khám phá các vùng lãnh thổ mới. Vì tài nguyên thu thập được trong game khá hạn chế nên là tất cả các bạn người chơi cần phải suy nghĩ cẩn thận trước khi nâng bất cứ thứ gì. Thì các nhân vật trong game đều được lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh là The Walking Dead nha các bạn. Thì tất cả các bạn người chơi sẽ phải bắt gặp được rất là nhiều gương mặt như Whit, Maya, Granny, Gren hay Rai, vân vân. Game thủ có thể chiêu mộ họ để tham gia vào các cuộc chiến bảo vệ doanh trại hoặc là làm nhiệm vụ hoàn thiện cuộc sống như các mặt khác. Ngoài ra thì tất cả các thành viên đều có thể được đào tạo và được giao cho các vai trò là những cái cấp bậc khác nhau nha các bạn. Thì The Walking Dead sẽ sống sót, sở hữu cho mình nền tảng đồ họa 2,5D, phong cách truyện tranh cực kỳ bắt mắt. Đi kèm với đó là giao diện màn hình dọc vô cùng trực quan luôn nha các bạn. Chưa kể đến việc tựa game này còn lồng ghép và kết hợp lời thoại dẫn dắt cốt truyện cực kỳ mượt mà. Thì các cơ chế thao tác ở trong cái trò chơi này các bạn cũng rất là dễ làm quen nha các bạn. Vì vậy, các bạn game thủ có thể phiêu lưu trong thế giới hậu tận thế của The Walking Dead mọi lúc, mọi nơi. Thì như đã nói, thì The Walking Dead Kẻ Sống Sót là một cái tựa game rất là hấp dẫn và thu hút rất là đông đảo các bạn là fan hâm mộ trên toàn thế giới. Thì giờ đây, thì tất cả các bạn đã có thể chơi trải nghiệm bản Việt hóa chính thức. Các bạn không cần phải chơi bản Global nữa. Và các bạn game thủ Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận hơn và thưởng thức game hơn nhé bạn. Thì đây là cốt truyện một chút xíu về cái tựa game này. Thì trong tựa game này thì các bạn chỉ cần nhấn vào nhiệm vụ thì nó sẽ tự động chỉ cho các bạn nhé bạn. Thì khá là nhàn và các bạn có thể xem được những cái phần cốt truyện đã được Việt hóa một cách hoàn toàn. Đây nè các bạn, mình sẽ tiến hành tu sửa. Dụ mình là xây và tu sửa thằng gèo. Ok, giờ thì mình đã xong cái chương 1 các bạn. Nó sẽ chia ra làm nhiều chương khác nhau nha các bạn. Ví dụ như thế này á, là mình đã xong chương 1, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cái chương 2 nữa bạn. Chương 2 là người lạ nha bạn. Thì cốt truyện thì nó cũng khá là hấp dẫn. Và khi mở chương, bạn mở mỗi chương mới thì nó sẽ có thêm những cái phần bí ẩn mới xuất hiện lên. Dù mình là xây là sảnh chính hả bạn? Này là gói nạp đầu. Xây và sửa chữa. Tháp phòng thủ. Xây ngay. Xây và sửa chữa pháo đài.
tiện hai kẻ sống sót. Thành công chống cậu sát zombie. Nó đu. Nó đang zombie của mình á. Những con zombie nó đang chuẩn bị tấn công nè bạn. Rồi kiểu này chắc nó vô luôn rồi các bạn ơi. Nó đông quá trời luôn. Rồi thiệt nó vô thiệt rồi các bạn. Thiệt mà nó vô rồi. Cố lên. Còn có 4 con nữa thôi. 5. Cố lên. 6 rồi. Còn tới 6. Mình sẽ cho nổ hết tất cả. Chúng tôi muốn ngăn họ. Ôi trời, chúng ta thành công rồi. Chúng ta an toàn rồi, tạm thời an toàn. Vậy kế hoạch là gì? Tôi kiên trì lâu vậy không phải vì từ bỏ. Thu thập ga gọt tư, sổ kiến trúc hư, chuẩn bị cho đợt sau. Chúng ta có thể xây dựng lại làng suối nước nóng. Chương 3, bị hương vô tội. Cảm ơn bạn đã mở đường cho chúng tôi. Xem ra nơi này ngày một tốt hơn, tôi rất là mong mình có thể ở lại. Đợi đã, anh muốn đi. Khi chúng ta mới bắt đầu sao? Đường đã dọn sạch, nếu tôi còn ở lại, và tôi sẽ nổi dần mất, ha ha. Mong là chúng ta còn gặp lại. Alexandria, cần đồng minh như các bạn, bảo trọng. Thu thập tài nguyên, chỉ định hai người đi thu thập gỗ. Xây và sửa chữa một bãi luyện binh một. Khám phá. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì chúc các bạn chơi game vui vẻ. Đừng quên like video này các bạn hay và chia sẻ cho bạn cùng biết với nha. Cũng đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Thì cái link tải tựa game này mình sẽ để dưới phần mô tả. Các bạn có thể vào đó để tải và tự mình khám phá nha các bạn. Rồi giờ xin chào và bye bye.